với Ngài để được xót thương, được cứu chúa thế sang tâm hồn. Giêsu là lương nghi duy nhất của tôi. Người ở đời chẳng ai muốn bầy, khi ôm đau thì vai tứ phương, lo chạy thầy, lo thuốc đã cùng đường, có tôn kém cũng không chữa đường. Chúa Giêsu đã chết vì nhân loại, đến với Ngài để được xót thương, được cứu chúa để sang tâm hồn. Giêsu là lương nghi duy nhất của tôi. Con cậy tin lòng thương xót Ngài, con cậy tin khi ôm đau được giống Chúa hơn, dâng đời mình, dâng Chúa những bệnh tật, dâng Chúa hay khó khăn đau khổ với Ngài. Cho mọi chồng tay chị em, rồi chúng ta lên, rồi chúng ta lên, rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con là anh con Phan Đại Thịnh, con năm nay 35 tuổi, con đang ở quận 12. Làm nghề gì? Dạ, con nghề sao, làm nghề xăm với làm tóc. Làm xăm với làm tóc mà con không có tóc thì con làm cái gì đâu? Dạ, con làm cho người ta. Làm cho người ta. Rồi con được ơn gì của Chúa hay là con cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, kính thưa cộng đoàn, là từ Tết tới giờ con đi kiếm nhà để con thuê, con mở tiệm mà chưa có. Xong rồi tháng trước thì con có đi qua đây cầu nguyện, thì con đã kiếm được mặt bằng và mở được salon, thì khai trương cũng được 11 ngày rồi. Hôm nay con tới đây là con tạ ơn Thiên Chúa, và cũng muốn chia sẻ cho cộng đoàn biết là con tin thác vào Thiên Chúa, nhờ lòng ơn của Thiên Chúa thì con công việc của con mới được suôn sẻ và có được như ngày hôm nay ạ. Hallelujah. Còn đây má, dạ đó là má con. Mời chị lên đây. Chị là bạn của ấy này hả? Dạ, con là mẹ nuôi của Thịnh. À, chị là mẹ của nó, rồi chị cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con cũng đi theo Thịnh tìm chỗ mà không được, con nói à, Chúa ơi, con xin phó thác lòng con cho Chúa, tại lúc con mới đi có một lần con quên đi. Cái con nói cầu xin cho con tìm được cái chỗ đi, xong đi tìm mà không được. Cái này nó nói thôi con với má đi tìm chỗ ăn sáng đi. Cái đi tìm chỗ ăn sáng xong vừa quẹo qua đường xanh đèn đỏ, cái con thấy người ta cho cái chỗ thuê nhà, con mừng quá. Người ta cho mướn 12 triệu nhưng mà nhà hay má con không tới, người ta cho mướn 10 triệu à. Nhà thật là đẹp, mình làm đủ thứ, làm thẩm mỹ viện. Dạ. Hallelujah. À, thưa anh chị em, có những người bạn trẻ ngày hôm nay họ làm ăn nên làm ra, và họ chả bao giờ họ nghĩ rằng đó là ơn của Chúa. Một người bạn mà thuê được căn nhà mới có khai trương 11 ngày mà đã biết quay về với bến cũ Cây Đà để mà tạ ơn Chúa, vì nhờ như anh ấy xác tín rằng con tín thác vào Chúa, nếu không có ơn của Chúa thì con không được như vậy. Có nhiều người ngày hôm nay họ đã được biết bao nhiêu ân lành của Chúa mà họ không hề dám nói lên cái ơn đó, họ hổ thẹn không dám làm chứng cho tin mừng. Mà Phaolô nói với Timôthê rằng con đừng có hổ thẹn làm chứng cho tin mừng. Bây giờ con mở cái salon làm tóc, bây giờ rảnh rảnh con lấy cái máy này con mở cho người ta nghe được không? Dạ được. Dạ. Hay đó, con dám chơi cái đó là ta mừng lắm. Mở cho người ta nghe lòng Chúa thương xót, vừa làm tóc vừa mở cho họ nghe, vì Chúa nói rằng con phải đồng lao cộng khổ để loan báo tin mừng. Cho nên mỗi người Chúa cho mình một cách loan báo tin mừng khác nhau. Mà con dám mở salon của con, dám mở coi chừng người ta kéo đến, người ta xếp hàng giống như là đến với giáo điểm tin mừng,
để họ cảm thấy rằng sao lạ thế, tại giữa thành phố này mà có một cái salon mà mở bài giảng lòng Chúa thương xót thay vì mở nhạc. Đây tại đây chị khi quạt cái hơi điểm trên bình dương. Giê-xu đã chết vì nhân loại, đến với Ngài để được xót thương, được cứu chữa thế gian tâm hồn. Giê-xu là lương y duy nhất của tôi, dân khổ đau dâng lên Chúa Trời, dâng khổ đau cầu cho kẻ tội lỗi án nan, cùng nguyện xin mau trở về bên Chúa với lòng thành, mong trở về đến với Chúa sẽ được cứu độ. Chúa Giê-xu đã chết vì nhân loại, với Ngài để đường xót thương,